Riot ra liên tiếp 2 cinematic, cộng đồng vẫn thất vọng vì kém đầu tư. Theo truyền thống hàng năm, Riot luôn tung ra một cinematic hoành tráng vào đầu mỗi mùa giải để giới thiệu tổng quan về các điểm nhấn, chủ đề của năm với vai tướng nổi bật. Thông thường đó sẽ là những trận chiến căng thẳng, những màn phiêu lưu đầy hồi hộp ở nhiều vùng đất khác nhau. Tuy nhiên, cinematic 2023 lại không được như thế. Với tiêu đề The Brink of Infinity, ngưỡng cửa vô tận, đoạn phim dài hơn 2 phút chỉ là góc nhìn thứ nhất cùng giọng đọc của Powder, Jinx lúc nhỏ đi thám hiểm toàn bộ bản đồ Summoner's Rift. Đồng thời, bài thơ được đọc xuyên suốt video được ghép từ lời thoại của 9 tướng như Serat, Zed, Yorick. Cinematic khép lại với chủ đề Make Your Mark và không có bất kỳ cao trào nào. Điều đấy khiến người xem cảm thấy hụt hẫng. Cộng đồng toàn thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối và mong chờ một video giới thiệu mùa mới hấp dẫn hơn. Và mới đây, Riot tiếp tục ra mắt một cinematic mới mang tên Hop On để giới thiệu về sự kiện Tết Nguyên Đán. Video lần này không có bất kỳ câu thoại nào mà chỉ là hình ảnh của các tướng với skin Tết cũng như linh thú mới trong đồ chơi chân lý. Tất cả được thể hiện qua những nét vẽ mang phong cách hoạt hình, có sự kết hợp giữa 2D và 3D với gam màu rực rỡ, mang đậm không khí Tết. Đoạn cinematic này được xem là chấp nhận được, nhưng rõ ràng cộng đồng vẫn rất phẫn nộ. Hàng loạt bài viết, bình luận tỏ ý không hài lòng với cinematic 2023 đã xuất hiện khắp các diễn đàn, mạng xã hội. Trước tình hình này, Riot đã phải giải thích trên Twitter chính thức. Theo đó, bộ phận phụ trách tạo dựng hình ảnh liên minh cho biết đã có lỗi khi không mang tới những trải nghiệm như kỳ vọng của người chơi về một cinematic hoành tráng. Tuy nhiên, phía Riot cho biết năm nay đội ngũ sản xuất đã thực sự đầu tư rất lớn nên có lý do để tung ra cinematic như trên, đồng thời hy vọng cộng đồng có thể kiên nhẫn chờ đợi vào những màn sửa sai sắp tới.